xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Vi. Và ngày hôm nay thì Vi sẽ swatch và review về 5 màu son trong bộ sưu tập mới của Eclipse version 2 Cream Tea. Trước tiên thì mình sorry các bạn là ánh sáng ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Cho nên đây là cái background của Vi và Vi quyết định là sẽ quay kiểu thấy được phòng á, chứ không có quay trên cái background nữa. Cũng hơi lộn xộn bừa bộn một tí, nhưng mà mong các bạn sẽ thông cảm cho Vi. Nhưng mà Vi cũng thấy là quay như thế này thì cảm thấy cũng rất là gần gũi đúng không? Nên bây giờ thì chỉ mong là các bạn thích cái video này của Vi thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào swatch son thôi. Sau thành công của đàn chị Eclipse Velvet Fitting Mood nhận được nhiều đánh giá tích cực từ chất son đến mảng màu đẹp, thì version 2 Cream Tea này với sự cải tiến mới, nhà sản xuất hứa hẹn son sẽ nhận được sự yêu mến và hài lòng của các nàng ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Sặc mùi quảng cáo quá. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần review của Vi nhé. Bảng màu lần này được đánh số thứ tự từ 6 đến 10, với các tông màu chính là cam, đỏ, hồng. Về thiết kế thì như các bạn đã thấy, son có hộp giấy rất là bài bản, phủ một lớp màu pastel rất là xinh và dễ thương. Cọ son thon dài, đầu cọ cũng hơi vát chéo. Kiểu thiết kế này thì bình thường nên mình cũng không ấn tượng cho lắm. Được cái là cái đầu cọ thon nhọn cho nên cũng rất là dễ kẻ viền môi. Đầu tiên 06 Fitchy, đây là tông hồng san hô nhẹ nhàng nữ tính. Màu son này sẽ dành cho những cô nàng thích make up tự nhiên trong trẻo. Son khi đánh lên môi thì rất là dễ tán, xốp mịn nên khi bặm môi thì cảm giác rất là thoải mái và nhẹ môi. Vẫn như version 1, thiết kế kiểu thân son trụ bằng nhựa, khá đơn giản, xung quanh được dán bằng giấy nhám màu pastel cũng khá là cute. Chỉ thay đổi màu nắp son sang màu trắng trữa, trông bắt mắt hơn thôi. Tóm lại là với thiết kế này thì không có gì để chê, nhưng cũng không đặc sắc, được cái là thiết kế thon gọn, nên đem đi đâu cũng tiện, không quá chiếm diện tích. Màu giấy bọc xung quanh cute nên sẽ đáp ứng được sở thích của các bạn học sinh sinh viên. 07 Peachy, đây là một màu cam đào siêu cute, tông màu này thì cũng khá là dễ dùng. Dùng son để make up cả má và môi thì trông cũng rất là dễ thương. Xem giới thiệu thì son có công thức Elastomer với độ bám dính cao và có chất đàn hồi, không phải kiểu dính dính như là kiểu kẹo trên môi khó chịu đâu nha. Nó tương tự như là lip filler của Lemonade vậy đó, giúp che phủ các nếp nhăn trên môi, làm cho môi căng mọng hơn. Lớp son nước trên môi êm và tẹp vào môi khá nhanh. Son có mùi trái cây thơm nhẹ, kiểu như là mùi kẹo của yogurt vậy. Tuy nhiên thì bạn nào không thích son có mùi thì cũng nên cân nhắc nha. Tiếp theo màu số 08 Mandarin G, đây là một tông đỏ cam nổi bật hay còn gọi là đỏ vỏ quýt. Tô full môi đậm thì sẽ thấy ánh hồng nhiều, còn tô nhạt nhạt thì sẽ ra màu cam hồng, nhẹ nhàng cực xinh xắn. Màu này thì thích hợp cho những cô nàng năng động nhưng lại thích tỏa sáng. Son không khô quá nhanh, tầm 1-2 phút, nhưng yên tâm là các nàng vẫn có đủ thời gian để điều chỉnh son cho vừa ý nha. Sắp hết rồi đây, màu 09 Raspberry Tea, hẳn đúng với tên gọi, đây là màu dâu rừng rực rỡ và ngọt ngào. Đây là sắc đỏ có bay hồng nhiều, đánh phun môi thì cực kỳ đẹp, cực kỳ tỏa sáng, cực kỳ trắng răng luôn. Độ bám của em này rơi vào khoảng từ 6 đến 7 giờ nếu như mà không ăn uống gì, vì mình đã test khi mà mình đi làm rồi. Theo như mình thì cứ thoa một lớp mỏng thôi, rồi các bạn cứ bặm môi nhiều thì son sẽ lì lại trên môi lâu hơn. Riêng cái cây này thì mình khi mà mình tẩy trang thì cực kỳ khó luôn, bởi vì nó là bay hồng á, cho nên tẩy xong vẫn còn ở trên môi cái lớp bay hồng cực kỳ dai luôn.
Thành ra là các chị em cứ yên tâm mà khi ăn uống xong á, thì cũng không cần nhất thiết là phải đánh son ngay tại đó đâu, bởi vì môi vẫn đủ xinh và không bị bật nhạt vì có bay hồng trên môi rồi. Và cuối cùng là màu số 10, Strawberry Tea. Đây là một tông đỏ cam khá nổi bật, cực kỳ tôn da, phù hợp cho các bạn từ da trung bình đến sáng. Màu son này thì phù hợp với mọi hoàn cảnh nha, đi chơi, đi học, đánh lồng môi sương sương rất là dễ thương. Còn nếu mà bạn đi tiệc thì cứ đánh full môi nha, đảm bảo luôn tự tin và tỏa sáng. Nhưng lưu ý là đối với những bạn có men răng đã bị xỉn màu thì không nên dùng màu này nha. Bảng màu của bộ sưu tập version 2 Cream Tea lần này sẽ rất là phù hợp cho những bạn da trắng, dùng màu nào cũng hợp. Riêng đối với những bạn từ da ngăm đến da trung bình thì chỉ sử dụng được màu số 9 hoặc là số 10. Da trung bình thì sử dụng thêm được màu số 8. Nhưng mà chắc là chỉ đánh lòng môi được thôi. Còn nếu mà đánh full môi á, phải make up kỹ một xíu, màu môi sẽ không bị chóe quá. Tùy theo sắc son chính mà sau khi chôi thì son sẽ để lại lớp bay theo màu đó. Vậy là Vy đã vừa swatch và review xong 5 màu son rồi. Hy vọng là các bạn sẽ tìm được cho mình một cái màu son ưng ý nha. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần tới của mình.